Rồi, xe máy Di Đạt xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Thì tiếp theo hôm nay lại lên sóng với quý anh chị em và các bạn là một con AB. Con này tầm đời 2013 này anh em. Con này thì nói chung là gọi là đẹp, xe đẹp, zin đẹp lắm anh em ạ. Xe này tầm 17 triệu anh em nhé, tầm 17 triệu. Nói chung là cái mẫu này thì rất là đẹp anh em ha. Anh em nhìn để ý ha, cái mẫu form dáng này nó rất là đẹp. Nó kiểu nó tròn đều 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 với nhau á. Cái đời này thì em nhìn thấy cái form này rất đẹp nha. Thứ hai nữa là cái con này, cái phối màu của nó là màu nâu với màu đen, nâu cà phê với màu đen, thì thực sự mà nói thì rất là đẹp anh em. Nâu cà phê với đen rất là đẹp nha, nó phối nhau đây rất là đẹp đấy. Anh em nhìn thấy con này zin hết nha, zin bọc rất là đẹp. Thì cũng mới về thôi, anh em nào mà kết con xe này thì có thể liên hệ đến xe máy Di Đạt qua cái đầu số là 0932325278. Làm việc trực tiếp đến cửa hàng nhé. Con này thì zin mộc rồi đây, anh em nhìn này, chi tiết này đây, thấy đẹp không anh em? Rất là đẹp nha. Rồi, chóa đèn xi nhan các thứ này. Con này thì bi cầu anh em ha, con này thì bi cầu, hàng này hàng bi cầu đó. Rất là đẹp anh em ơi, đấy, hàng bi cầu rất là đẹp. Anh em tham khảo nha, 17 triệu bớt nhẹ cho anh em. Con này phối nâu cà phê rất là đẹp anh em, cái màu rất là đẹp, màu rất là nhã nhặn và đẹp luôn anh em. Mâm này, đấy mâm của nó này, 2013 anh em ha, 2013. Đấy mâm này, đĩa này, đấy chi tiết tươi lắm anh em. Xe nó rất là tươi, nhìn rất là đẹp. Đấy anh em nhìn là thích cực kỳ luôn. Một con xe rất rẻ nhá, xe AB Lux rất rẻ. Đấy. Đấy anh em. Con này đây anh em, đồng hồ nha, mặt đồng hồ này đấy. Con này nó hay một cái, đời này đời 2013 thì nó hay một cái là nó cũng tiệm cận với cái đời 2016-17 rồi anh em. Tại biết sao không, nó có một cái đồng hồ đấy, nó có cái đồng hồ như vậy này, nó vừa báo giờ giấc rồi km đô rồi chip quãng đường cho anh em đấy. Nói chung là đầy đủ hết luôn, tất cả mọi thứ luôn. Đấy, đầy đủ tất cả mọi thứ luôn đấy, có ED stop, có đầy đủ hết luôn rồi. Cái form dáng này nó đầy đủ hết luôn rồi anh em, nó chỉ thua cái mấy cái đời cao hơn là nó thua cái khóa smart key thôi đấy. Còn đâu là mọi thứ là nó rất là chuẩn chỉ và đẹp đấy. Anh em nhìn cái cách nó phối màu không, anh em nhìn cái cách nó phối màu rất là đẹp không. Con này mới lắm anh em, con này trang lắm. Con này xe thì gốc thành phố Biên Hòa, rất là giữ gì. Đây anh em nhìn này, 125 AB Lux 125 nhé, êm ái nhẹ nhàng cực kỳ nha anh em. Lên ga mà nghe tiếng nó rất là nhẹ nha anh em. Gốc thành phố Biên Hòa đó anh em, nhìn chất xe này. Này nhìn mấy cái gấp của nó này, nó đẹp lắm, nó sạch lắm. Anh em để ý nha, con xe cũ á mà cái gốc của nó là ở miền quê á, là cái chỗ này nó rất là đỏ. Mà cái con này thì nó rất là sáng và sạch. Đấy anh em nhìn thấy không? Nó đều với nhau chứ không phải là chỗ sáng chỗ tối, chỗ sáng chỗ tối, mà nó tươi đều với nhau hết. Cái xe mà cái chất xe nó đẹp, nó sạch sẽ từ trong ra ngoài là nó đẹp đều hết nha anh em. Từ cái góc này tới tất cả những cái góc khuất đó. Nó con ốc tán này, con ốc tán kia, nó đẹp đều với nhau hết. Đấy, tến cả cái lốc, rồi tến cả cái vòng ở phía trong này đấy. Đó, anh em thấy không? Một con xe gốc thành phố Biên Hòa, một con xe XT thì cái chất xe là nó đẹp đều, nó tươi đều với nhau hết. Chứ không phải là cái chỗ này sáng, cái chỗ này kia tối. Anh em nhìn thấy không? Phuộc rồi các thứ này, đẹp lắm. Bô bọng là nguyên hết này, không cấn không móp gì hết. Mấy con này thì ở đô cực thấp rồi, ít đi rồi này. Biển số 61 gốc Biên Hòa anh em nhé. Này tay dắt tay đồ này, mấy cái này thì có giảm lại rồi, tay dắt thì có giảm lại rồi anh em ha. Mấy cái tay dắt thì không nói, 17 triệu thôi, bớt nhẹ cho anh em, bớt nhẹ nhá, này có bớt nhẹ cho anh em. Đấy mâm này, mâm đẹp luôn. Đấy, xe đi tốt cùng bền luôn anh em ạ. Xe êm lắm, xe còn êm ái cực kỳ luôn. Anh em nào kết AB á, anh em nào kết AB lấy con này nhé, 17 triệu thôi. Đó, nhưng mà anh em đi khoảng tầm chục hơn chục năm nữa là vô tư anh em nhé. Cái con này êm lắm, êm ái nhẹ nhàng bền lắm anh em. Xe hồi xưa nó bền lắm. Cái đời hồi xưa á, nó có một cái điểm yếu so với cái đời cũ là anh em biết là cái chỗ nào không? Cái chỗ giò đạp này này.
mấy ông mà dò đạp hồi xưa mà đề không được, mà khóa smart key mà không lên hay không gì không đi được, anh em không bấm đề được á là không có cần đạp luôn. Thành ra là dắt bộ thôi anh em ạ. Còn con này nó có cần đạp là đôi khi là nó vẫn còn ok này đấy. Thật ra là cải tiến mà bỏ cái cần đạp đi là cũng đôi khi là cũng có một cái gì đó vấn đề, anh em cứ để ý đi. Hồi xưa em đi con AB lắp mà khóa smart key đấy, hồi đấy là hết bình là một này, không đề không làm được một cái gì hết là phải tháo bình đang đi sạc là một này. Thứ hai là cái nút đề của nó có vấn đề, hoặc là cái khóa smart key nó hết pin đấy mà mình không để ý đó, anh em không làm một cái gì được luôn, dắt không dắt không làm một cái gì luôn. Nhưng mấy con này thì mở khóa lên anh em còn đề còn đạp nổ được, chứ còn mấy con kia mà hết pin hết bình hết pin gò móc gì đó là coi như là thua luôn, là dắt bộ thôi đấy. Còn mấy cái này nó còn có lợi nè anh em, 23 nhá, hàng đẹp luôn đấy, tem bọc các thứ anh em nhìn này, anh em nhìn thấy tem bọc các thứ này nó sáng lắm, nhìn cái xe nó tươi lắm anh em, nhìn xe tươi lắm đấy, rất là đẹp nhá, xe rất là tươi và đẹp luôn. Thì 17 triệu trả góp ship xe đầy đủ à, xe thì còn bớt nhẹ, anh em có gì thì liên hệ nhé, anh em có gì liên hệ đến Duy Đạt có cái đầu số là 0932325278, làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em ha. Xe đẹp á, giá rẻ anh em ơi, xe đẹp giá rẻ lắm. Thế thì anh em nào kết thì liên hệ nhé, biển thì sang tên được, gốc được, đẹp lắm anh em, từ trong ra ngoài xe thì ok anh em ha, xe ok lắm, điện đèn còi đầy đủ hết, mọi chi tiết mọi chức năng để hoạt động hết, gương ở trong mà còn luôn á, gương zin của nó anh em, gương zin của nó này, gương của nó còn luôn này, tháo ra thôi trở về còn hết, đầy đủ hết đây luôn. Rồi vậy nha anh em, kết thúc video nhé, thì kết thì liên hệ thôi.